Kính chào quý vị, một tháng trôi qua thật nhanh và chúng tôi, những người làm chương trình, rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong bản tin EPS ngày hôm nay. Và như thường lệ, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức sự kiện diễn ra tại công ty EPS cũng như là ngành điện trong thời gian vừa qua, và đồng thời sẽ cùng lắng nghe những tâm tư chia sẻ của những người thợ sửa chữa EPS trên hành trình đảm bảo an toàn năng lượng điện quốc gia. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần điểm tin. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng đã diễn ra công tác đại tu tổ máy tuabin khí CT25, nhà sản xuất Siemens. Công trình đại tu tổ máy tuabin khí CT25 dự kiến kết thúc vào ngày 18 tháng 8 năm 2018, bao gồm 150 hạng mục công việc. Đây cũng là lần đại tu thứ tư của tổ máy, lần đại tu đầu tiên diễn ra vào năm 2002. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc của EPS trong kỳ đại tu lần này. Các bạn rất có trách nhiệm, đảm bảo đúng các quy định về an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, công trình đại tu tổ máy CT25 đã hoàn thành được khoảng 50% khối lượng công việc. Hiện đang trong giai đoạn tháo, kiểm tra đánh giá các chi tiết như vỏ tuabin, rotor tuabin, rotor máy phát, bearing, van hơi chính, cánh động, cánh tĩnh. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 300 tỷ đồng. Bên cạnh công tác sửa chữa lớn thì công tác sửa chữa thường xuyên cũng được các phân xưởng sửa chữa của EPS thực hiện tốt, kịp thời khắc phục nhanh chóng các bất thường trong hệ thống thiết bị của các nhà máy Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Mông Dương 1, Thái Bình 1, đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, liên tục ổn định, đáp ứng được yêu cầu của hệ thống điều độ quốc gia. Kính thưa quý vị, trong tháng 7 tại công ty EPS đã diễn ra lễ trao quyết định thành lập phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân 4 và phân xưởng sửa chữa Thái Bình. Với tiền thân là tổ chuẩn bị sản xuất Vĩnh Tân 4 và tổ chuẩn bị sản xuất Thái Bình, đây có thể coi là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao mức độ chuyên nghiệp của các lực lượng sửa chữa tại nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và nhà máy điện Thái Bình 1. Như vậy thì đến nay EPS đã có tổng cộng 7 phân xưởng sửa chữa ở 4 trung tâm điện lực lớn ở cả 3 miền trên cả nước. Điều này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo việc sản xuất điện của tổng công ty phát điện 3. Và để chào mừng sự kiện này, Ban truyền thông công ty EPS cũng đã thực hiện loạt phóng sự thực tế ghi nhận công tác sửa chữa tại phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân 4 và phân xưởng sửa chữa Thái Bình. Và những phóng sự này sẽ được phát sóng trong các bản tin EPS. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Sau hơn 5 tháng tích cực triển khai, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhà đánh giá, mới đây công ty EPS vừa được cấp chứng nhận ISO IEC 27001-2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Hệ thống ISO 27001, gọi tắt là ISMS, là tiêu chuẩn đưa ra các phương pháp đánh giá việc theo dõi, bảo vệ và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu. Với việc áp dụng tiêu chuẩn này, quy trình quản lý kiểm soát thông tin tại EPS được tối ưu hóa, đảm bảo được tính chất bảo mật, tăng cường khả năng đối phó với các tình huống rủi ro, cũng như tăng cường nhận thức của nhân viên trong việc bảo vệ dữ liệu của công ty, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của EPS với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018, Ban chấp hành đoàn cơ sở Tổng công ty Phát điện 3, Liên chi đoàn công ty EPS và Liên chi đoàn công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp với chi đoàn phường Phú Mỹ tổ chức buổi lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, đoàn cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Phú Mỹ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác vận động, ủng hộ quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa ở địa phương luôn được công ty EPS quan tâm và triển khai có hiệu quả. Như chúng tôi đã thông tin trong bản tin tháng 6 thì vừa qua tại công ty EPS đã diễn ra chương trình đồng hành cùng World Cup, bình chọn cho các đội thắng cuộc tại các vòng đấu của World Cup 2018. Và chỉ trong một thời gian ngắn phát động thì chương trình cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực của các anh chị công nhân viên tại các đơn vị. Và kết lại một mùa World Cup 2018 đầy cảm xúc, Ban truyền thông công ty cũng đã tiến hành quay số trúng thưởng để chọn ra 10 người có dự đoán chính xác nhất tại mỗi vòng thi, nhận những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình. Xin được chúc mừng các anh chị đã may mắn trúng thưởng và hy vọng ở những cuộc thi do công ty tổ chức sắp tới thì cũng sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực từ các anh chị. Danh sách trúng thưởng chúng ta có thể theo dõi tại website của công ty trong mục thông tin nội bộ. Chuyển sang phần tin ngành điện. Nửa cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2018, do hiện tượng nắng nóng kéo dài đã khiến sản lượng điện tiêu thụ trên cả nước liên tục lập những kỷ lục mới.
Ngày 2 tháng 7, sản lượng điện tiêu thụ miền Bắc lên tới gần 345 triệu kWh, cao nhất từ trước đến nay và tăng khoảng 12% so với mức đỉnh của năm 2017. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, với nền nhiệt độ phổ biến ở miền Bắc và miền Trung từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Những ngày này, EVN và các đơn vị đã đang tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân, đảm bảo an ninh hệ thống điện, đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tiếp tục triệt để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. 17,562 tỷ kWh, đó là sản lượng điện sản xuất được báo cáo trong hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty Phát điện 3 diễn ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2018. Ngoài việc đảm bảo chỉ tiêu sản xuất điện, công tác bảo vệ môi trường, quản lý cho xỉ tại các nhà máy điện chạy than thuộc Genco 3 cũng được kiểm soát tốt. Công trình xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thực hiện vượt tiến độ khoảng 3 tháng. Bên cạnh những thành công đã đạt được, Genco 3 cũng cam kết sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch do tập đoàn giao trong năm 2018. Kính thưa quý vị, trong văn hóa của EPS, với phương châm chân thành chia sẻ, tận tâm phụng sự, những người thợ sửa chữa đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vai trò của mình. Đó chính là tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm phục vụ không ngừng nghỉ chỉ với một mục đích duy nhất là giữ cho dòng điện được phát đi an toàn, liên tục và ổn định. Và nét văn hóa này cũng đã mang lại sự chuyên nghiệp trong lao động, trong ứng xử và thực sự chuyển hóa thành bản chất của tập thể EPS, thể hiện qua từng nếp nghĩ, nếp làm và trong từng hành động. Và định kỳ hàng tháng, ban lãnh đạo công ty EPS đã luôn tổ chức đánh giá kịp thời và khen thưởng cho các cá nhân tập thể có những nỗ lực xuất sắc trong công tác hoàn thành nhiệm vụ công việc. Sau đây là những cá nhân đã có thành tích nổi bật trong việc xử lý kịp thời những bất thường trong hệ thống thiết bị của nhà máy điện. Xin được chúc mừng anh Bùi Duy Nhân, phân xưởng sửa chữa cơ nhiệt Phú Mỹ. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Tấn Thành, phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân, đã tích cực trong công tác xử lý bất thường hư hỏng các phễu xỉ đáy lò tổ máy S2, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Chúng ta thực hiện công tác đó trong vòng 3 ngày, khắc phục cái hệ thống đó sớm nhất để có thể lò có thể hoạt động khả dụng trở lại. Xin được chúc mừng anh Ngô Đức Anh đã tích cực trong công tác cải tiến đường nước cấp máng chèn, nước cấp thuyền xỉ tổ máy S2, nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Thì một sự cố xuống máy được đột xuất, theo trên từ ca gửi mail về thì phản ánh đề xuất mình sửa chữa trong vòng 72 giờ. Nhưng mà mình đã sửa chữa xong trước 48 giờ mình đã xong. Thưa quý vị, công việc của những người thợ sửa chữa EPS luôn đầy gian nan và vất vả. Tuy nhiên, với tình yêu nghề, niềm tin và trách nhiệm thì họ luôn nỗ lực cố gắng làm việc để đảm bảo giữ cho dòng điện luôn thông suốt. Với họ, đó chính là mục tiêu, là nỗ lực phấn đấu. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nỗi niềm của những người thợ sửa chữa thuộc phân xưởng sửa chữa Thái Bình để cùng hiểu rõ hơn về điều này. EPS Thái Bình, vì dòng điện Thái Bình. Thời tiết ngày mai cũng rất là nắng nóng, anh em mình cố gắng là chuẩn bị đầy đủ các cái vấn đề nước uống. Làm việc, làm việc, làm việc. Hình ảnh những người thợ sửa chữa EPS thuộc phân xưởng sửa chữa Thái Bình từ lâu đã trở nên quá thân quen và là một phần không thể thiếu ở nhà máy điện Thái Bình 1. Là nhà máy nhiệt điện chạy than công nghệ hiện đại thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình với tổng công suất là 600 MW, nhà máy điện Thái Bình 1 là một trong những dự án trọng điểm của chính phủ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư. Tổng công ty Phát điện 3 EVN Genco 3 thực hiện quản lý dự án với đại diện là Ban quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình. Đây là dự án thuộc loại lớn nhất đầu tư vào Thái Bình từ trước tới nay, với nhiệm vụ tăng cường năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình và khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho vận hành hệ thống điện. Có thể nói, được đồng hành cùng với nhiệt điện Thái Bình, với quê hương Thái Bình là một niềm tự hào lớn lao của EPS. Những người thợ EPS hiểu rằng phải nỗ lực không ngừng nghỉ để xứng đáng với niềm tin yêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, của Tổng Công ty Phát điện 3
và hơn thế nữa là của quê hương Thái Bình. Thì từ khi mà bắt đầu được giao cái nhiệm vụ về cái công tác bảo dưỡng sửa chữa cái nhà máy nhiệt điện Thái Bình này, thì ngay từ ban đầu chúng tôi cũng đã xác định cái công tác sửa chữa bảo dưỡng này nó rất là quan trọng để đảm bảo được các cái tổ máy của nhà máy nhiệt điện nó phải ổn định và đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Ngay trong quá trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cho công tác tiếp nhận, sửa chữa tại nhà máy, EPS đã cho thành lập tổ chuẩn bị sản xuất Thái Bình với nhiệm vụ tích cực phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình tham gia giám sát, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu, đồng thời kiểm tra, rà soát các tồn tại bất thường của hệ thống thiết bị, góp phần vô cùng quan trọng cho sự thành công của dự án. Tính đến tháng 7 năm 2018, lần lượt hai tổ máy của dự án nhà máy điện Thái Bình 1 đã hòa lưới thành công và cũng là lúc EPS đã sẵn sàng tham gia cùng anh em vận hành thuộc công ty nhiệt điện Thái Bình thực hiện nhiệm vụ mới. Đầy khó khăn nhưng cũng rất tự hào là giữ cho dòng điện Thái Bình được sản xuất an toàn, liên tục và ổn định. Ngay từ khi mà nhà máy bước vào cái vận hành thương mại thì đơn vị đã tổ chức cho một cái lực lượng trực sửa chữa. Khi có cái sự cố xảy ra thì sẽ huy động cái lực lượng này sẵn sàng lúc nào cũng phục vụ 24/24. Tháng cử 3 người bên nhóm bơm van lên phòng điều khiển trung tâm để làm công tác xử lý mỗi van an toàn trên mò hơi số 1. Ngày hay đêm, các anh em sửa chữa Thái Bình luôn trong tư thế sẵn sàng và khẩn trương có mặt ngay để xử lý mọi sự cố khi đơn vị phát điện thông báo. Đối với họ, từng giây từng phút sửa chữa rất quý giá để không làm gián đoạn dòng điện Thái Bình. Và nếu chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình sửa chữa là đã có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn ổn định của lưới điện quốc gia. Nhất là trong các tháng cao điểm mùa khô, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, việc bỏ dở bữa ăn trưa, những cuộc họp khẩn diễn ra ngay trên công trường bất chấp thời tiết cũng là điều hết sức bình thường đối với người thợ EPS Thái Bình. Có những đêm thức trắng, có những tuần không về thăm gia đình như là tất cả tình yêu thương chân thành của những người con EPS dành cho quê hương này. Mình nâng cao cái tính chất công việc và tính chất an toàn lên hàng đầu và phối hợp với nhà thầu để làm sao vận hành tổ máy với công suất tối đa nhất. Hầu hết các anh em thì đều là những người có kinh nghiệm từng trải qua nhiều cái dự án nhà máy điện nên khả năng của cả anh em công nhân cũng như kỹ thuật của công ty EPS là rất tốt, hay là làm việc rất nhiệt tình, cho nên công tác sửa chữa ở Thái Bình 1 rất là suôn sẻ. Nam chưa? Đi làm xa như này thì cũng rất nhớ nhà, nhớ con. Đấy, nên là thôi vì công việc, vì nhiệm vụ, vì dòng điện nên là cũng đành gác cái việc gia đình lại. Mồ hôi, trí tuệ của những người thợ sửa chữa EPS đã in dấu trong từng hệ thống, thiết bị, trong từng kilowatt giờ điện của nhà máy điện Thái Bình 1. Với họ, việc giữ cho dòng điện phát đi ổn định, an toàn, liên tục không chỉ là niềm đam mê khó dứt bỏ, mà hơn hết, đó chính là ý thức và trách nhiệm với dòng chảy năng lượng quê hương, đất nước. Sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin EPS của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng bản tin đã mang đến cho quý vị nhiều thông tin bổ ích, cũng như là chúng ta đã hiểu hơn về những tâm tư, tình cảm của những người thợ sửa chữa EPS. Mọi thông tin góp ý xin quý vị vui lòng gửi về hộp thư epsmedia@eps.gcoba.vn. Và để biết thêm thông tin về công ty EPS, xin quý vị vui lòng truy cập các kênh truyền thông đang được hiển thị trên màn hình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.